Thưa quý vị, trong rất nhiều trường hợp, một thương tích có thể từ nhẹ trở thành nặng và từ nặng có thể diễn tiến đến mức không thể cứu chữa, xuất phát từ việc nạn nhân không được cấp cứu kịp thời và đúng cách. Liên quan đến những thương tích có thể xảy ra trong lưu thông, việc sơ cứu đúng kỹ thuật sẽ giúp giảm thiểu thương vong, giúp nạn nhân hồi phục nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, trên thực tế thì không nhiều người biết cách sơ cấp cứu ban đầu. Vì thế nên có đôi khi vì lòng tốt giúp đỡ người bị nạn, nhưng bản thân mình lại vô tình làm trầm trọng hơn những tổn thương của nạn nhân. Chính vì vậy mà phổ biến rộng rãi các kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian qua. Theo tính toán của các chuyên gia y tế và giao thông, việc sớm đào tạo kiến thức cấp cứu tai nạn giao thông cho đội ngũ cộng tác viên nói riêng, người dân nói chung, cũng như xây dựng được các trạm sơ cấp cứu dọc các tuyến đường trọng điểm sẽ giúp Việt Nam giảm được 10% số người chết do tai nạn giao thông mỗi năm. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm xuyên suốt của Ban An toàn Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian qua nhằm kéo giảm thương vong do tai nạn giao thông. Năm 2022, nhiệm vụ này càng được đẩy mạnh. Mục tiêu là để nâng cao cái nhận thức khi mà xảy ra tai nạn giao thông thì là chúng ta có những cái phương pháp sơ cấp cứu ban đầu, cũng như là tranh thủ cái thời gian vàng ban đầu để là sơ cấp cứu để trước khi đưa bệnh nhân đến nạn nhân tới cái cơ sở y tế gần nhất. Số liệu thống kê về tai nạn giao thông cho thấy 50% tử vong do chấn thương xảy ra tức thì tại nơi tai nạn, 30% xảy ra trong 3 đến 4 giờ đầu và chỉ có 20% xảy ra trong giai đoạn điều trị tại bệnh viện. Đối với ngành y tế, giờ đầu tiên sau tai nạn được gọi là giờ vàng điều trị chấn thương, nên nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời và đúng kỹ thuật. Ngược lại, sự nhiệt tình của người cấp cứu ban đầu sẽ có thể làm các chấn thương nặng nề hơn. Nếu mà mình làm mà mình không có một cái kiến thức nhất định đó, thì có khi cái nhiệt tình của mình vô tình nó lại làm tổn thương nặng thêm cho cái nạn nhân. Ví dụ như bệnh nhân bị chấn thương cột sống cổ mà mình không có sơ cứu đúng cách thì người ta chưa liệt, nhưng mà mình lay hoay một hồi người ta có thể bị tổn thương thứ phát và người ta liệt. Từ cái liệt đó nó dẫn đến những cái di chứng thần kinh không có hồi phục. Khi mà mình học được cái sơ cấp cứu chuyên môn á thì mình cảm thấy là cái tiếp xúc nạn nhân á, thì mình sẽ cảm thấy nó đảm bảo an toàn cho nạn nhân nhiều hơn. Tại khi mình trước kia mình còn lúng túng á, mình chưa hiểu là những cái tình huống này mình sẽ làm cái gì và cái gì trước. Sau khi mà được trao đổi và học thêm một cái kiến thức về vấn đề cấp cứu người tai nạn trên an toàn giao thông á, thì mình xử lý tốt hơn những gì trước kia mình làm. Cũng muốn cho những cái kiến thức này được chia sẻ lan rộng tới cộng đồng dân cư ha, để khi mà tiếp cận tai nạn đó, giúp đỡ người ta sẽ được tốt hơn. Việc được trang bị những kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu sẽ giúp cho những người thực hiện công việc cứu giúp người bị nạn có cách xử trí đúng khi đối mặt với một ca đa chấn thương, góp phần giảm thương tích cho nạn nhân, giảm chi phí và gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, đề án cải thiện an toàn giao thông giai đoạn 2022-2026 đã đề ra 5 hợp phần trụ cột, gồm quản lý an toàn giao thông, cấp cứu, chăm sóc sau tai nạn giao thông, phương tiện tham gia giao thông an toàn hơn, người tham gia giao thông an toàn hơn và môi trường giao thông an toàn hơn. Trong chiến lược về cấp cứu y tế do tai nạn giao thông, ngành y tế đang tập trung xây dựng và củng cố hệ thống cấp cứu tại các tuyến đường đủ năng lực cấp cứu tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu như mong muốn thì không thể một sớm một chiều. Vì vậy, trước mắt các lớp học về sơ cứu ban đầu cho người dân là điều hết sức quan trọng.